Xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái món ăn vặt rất là dễ luôn. Thì nguyên liệu mình cần là có sữa nè, phô mai, hai cái lòng đỏ trứng, bột bắp, hai muỗng bột bắp, hai muỗng cà phê bột bắp với lại hai muỗng cà phê đường. Thì những nguyên liệu này là hôm nay mình sẽ làm bánh sữa phô mai, bánh sữa tươi, bánh sữa phô mai nướng á. Rồi bây giờ bỏ hết cái hỗn hợp này nè vô trong cái tô để trộn lên trộn đều lên, tán nhuyễn ra cho dễ ra. Thì đó, tán nhuyễn ra, bỏ vô đây tán luôn. Cũng vậy, ai biết thì mày muốn làm sao dễ làm, vô đây tán dễ chứ. Rồi sao cái gì ta, hai muỗng cà phê đường, ra thành cái cho nó hết. Giờ Tết rồi, để ra làm bánh mình mất á. Bánh á thì nó ấy hơn ngoài nhà mình. Mình không có ăn, không có ăn mất là thứ nhất, thứ hai nữa. Nhã nó mất đi dạy rồi, không có thời gian, thời gian ngắn ngắn thôi, không có thời gian nhiều. Tán cho nhuyễn ra, bánh thì dễ làm lắm. Sau khi mà mình tán cái phô mai, hai cái cục phô mai vô cái hai cái lòng đỏ trứng và cho thêm hai muỗng đường nữa cả nhà, thì mình sẽ cho khoảng hai muỗng bột năng, mà khoảng 2 muỗng canh nha cả nhà, muốn ăn canh á, 2 muỗng bột năng vào. Sau đó thì mình sẽ cho khoảng 2 bịch sữa tươi nha cả nhà, sữa tươi không đường. Nếu như mà cả nhà dùng sữa tươi có đường á thì mình có thể gia giảm lượng đường lúc đầu, có thể là mình không sử dụng đường luôn cũng được. Nhưng mà cả nhà, nếu như mà cả nhà thích ăn cái độ mật ngọt ngọt á thì cả nhà có thể cho thêm nhiều đường ha. Ở đây á thì mình có cái vị béo của cái phô mai rồi nè, rồi đường thì cũng có, sữa tươi thì nó cũng béo lắm, mình nấu lên là nó cũng sẽ béo béo thơm thơm. Và cả nhà lưu ý nhớ công thức của mình là hai lòng đỏ trứng gà nè, hai cục phô mai, hai muỗng cà phê đường, nếu như mà cả nhà muốn ăn nhiều, muốn ăn ngọt nhiều thì có thể cho thêm đường. Rồi hai muỗng ăn canh bột năng nha, hai muỗng ăn canh bột năng. Rồi khoảng hai bịch sữa tươi không đường. Đó là mình sẽ có một cái hỗn hợp. Sau đó thì mình sẽ đổ vào một cái nồi, mình nấu, bắt đầu mình nấu cho sôi lên. Nấu khi nào mà cái phần của mình nó bắt đầu đặc đặc sệt sệt rồi á thì là ok nha. Vừa bật bếp lửa thiệt là nhỏ, xong rồi vừa khuấy khuấy đều tay để cho cái lớp bột năng hay sữa của mình nó đừng có đóng dưới lấy nồi nó cháy. Mình khuấy hoài luôn á, đến khi nào mà nó đặc sệt ra luôn nha. Cái này là cũng chưa có được đâu nha, phải đặc sệt ra luôn á. Chút nữa, thêm chút nữa, mình để lửa nhỏ thôi nha. Bây giờ mình sẽ đổ ra cái khuôn, chuẩn bị cái khuôn rồi nè. Đổ ra cái khuôn, đắp dưới nến lên, làm sao cho nó đặt giống vậy nha, nó mới đúng nha cả nhà. Rồi chuẩn bị đổ vô. Sau khi mà mình đã được cái hỗn hợp sệt như thế này nè, mình phải làm cho sao mà nó sệt như thế này nha. Nếu như mà mình làm mà nó còn bị lỏng quá thì có thể là cả nhà phải cho thêm bột năng vào nha, nhưng mà mình kiên nhẫn tí xíu. Rồi mình sẽ cho vào một cái khuôn. Ở đây thì mình sử dụng một cái khuôn có lót dưới nến này, mình cho vào cái khuôn. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu dàn dàn đều ra cho cái bánh mình nó có một cái mặt phẳng, cho nó có một cái hình thù nhất định á. Sau đó thì mình sẽ đem bỏ vô tủ lạnh để cho nó lạnh lạnh tí, cho nó cứng cứng tí á. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu bỏ ra. Cả nhà có thể để nguyên cái bánh vậy cả nhà nướng luôn. Nhưng mà ở đây thì mình sử dụng một cái chén nhỏ đó, sau mình lót cái nến lên, sau đó thì mình cho cái phần bánh của mình vào. Sau đó mình sẽ nướng ở trong lò chiên không dầu khoảng 180 độ tầm 10 phút nha cả nhà. Nói chung là cả nhà nướng thì cả nhà nhớ canh, tại vì đây là cái hỗn hợp mà gọi là biện hỗn hợp nó ngọt á, nó béo, nó ngọt thì gặp mà nóng á thì nó sẽ rất là dễ bị cháy, cho nên là cả nhà nướng thì cả nhà canh. Canh sao cho cái hỗn hợp của mình nó giống như là cái hình trong video của mình làm đó. Đó, nó hơi cháy cháy xíu nè, nó hơi vàng, nó cháy cháy xíu á là ok, là nó là chuẩn, nó ngon rồi cả nhà.
Và cả nhà cũng đừng có quá lo là cái phần hỗn hợp này là mình ăn nó còn sống nha, tại vì lúc mà mình khuấy trên cái nồi á là cơ bản là cái phần hỗn hợp này là cái bánh của mình nó cũng được gọi là chín rồi, mình chỉ đem đi nướng lên cho nó thơm thôi. Và đây là thành phẩm bánh của mình, thì đây là giống cả nhà có, không biết là cả nhà có ăn bánh tắt trứng chưa ha, thì bánh tắt trứng nó cũng giống như vậy em, nhưng mà đây là cái phần nhân ở trong, mình không có làm cái đế, đây là cái phần nhân ở trong và đây gọi là bánh sữa tươi. Thì bánh tắt trứng á, thì nó cũng như vậy thôi, nhưng mà bánh tắt trứng thì người ta sẽ cho nhiều trứng hơn, còn ở đây thì mình cho nhiều sữa hơn cho nên là gọi là bánh sữa tươi nướng. Và cái đây là một công thức rất là dễ, nhưng mà ở trên mạng á, chỉ thì có rất là nhiều công thức và mình phải đúc kết khá là nhiều, cho nên là theo công thức của mình á, là mình làm thử luôn á, mình thử nghiệm luôn á là chuẩn nhất rồi á, cho nên là mong cả nhà sẽ làm được nha. Bây giờ thì mình ăn thử nha. Một người thì nó ô chua bỏ thổi nóng quá không chịu được nữa. Ngon 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 lắm. Tao biết ngon béo mà. Thơm sữa nhưng ngon béo mập thơm mùi sữa, trời hai miếng phô mai y chang như bánh tắt trứng vậy. Hai bột cục năng bơ. Sữa, nửa lít sữa. Những món còn muốn đọc không? Y chang còn như bánh tắt trứng vậy mà không có cái đế thôi. Bánh cũng cần để làm cái gì? Thơm béo. Làm bánh này gian nan quá à. Chắc phải đặt tựa đề lại bánh hoặc cái gì quá trình gian nan làm bánh quá. Đây là một cái món ăn vặt mà mình cảm thấy khá là dễ, nhưng mà nếu như mà làm lần đầu á thì nó cũng hơi gian nan chút xíu nếu như mà không có tham khảo kỹ công thức. Cho nên là cái công thức mà mình nói với cả nhà là một cái công thức mà mình đã đúc kết được rồi á, cho nên là mình mới dám nói và đã làm thành công rồi ha. Và cái bánh của mình á thì nó rất là thơm và rất là béo luôn, ăn cho nó ăn cái món này rất là mập nha cả nhà. Nó thơm, nó béo, nó thơm một phô mai nè, nó béo sữa nè, với lại nó có trứng, mình xài bằng lòng đỏ trứng á thì nó có cái độ béo của lòng đỏ trứng, rồi có phô mai nữa. Và nếu như mà cả nhà là ai mà thích thì có thể bỏ thêm bơ nữa, nhưng mà ở đây là mình cũng không có bỏ thêm bơ nha, hồi nãy là mẹ mình nói nhầm ấy, thật ra là cũng không có bỏ bơ đâu. Rồi bánh sữa tươi rất là thơm, nó thơm mà kiểu như là sữa sữa bò mà mình nấu lên đó cả nhà, nó thơm kiểu mùi sữa bò á. Xong mà ăn thì nó không có bị tanh, tại vì cái đây là bánh sữa tươi nướng chứ không phải là bánh bánh trứng nướng, đây là bánh sữa tươi nướng cho nên là rất là thơm, cho nên là mình có thể ăn nóng được luôn, hoặc là mình để vô tủ lạnh mình ăn cho nó mát mát cũng được. Và đây là một cái món ăn vặt rất là dễ, cho nên là mong cả nhà sẽ làm được ha. Bây giờ thì video ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Nhớ nhấn chia sẻ và để lại comment ở phía dưới nữa. Và bây giờ thì hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye!